Hoài Linh tiết lộ phải phẫu thuật ca tuyến giáp cách đây vài tháng. Chiều tối nay 25 tháng 5, đại diện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lần đầu công khai bệnh án của nam nghệ sĩ cho phóng viên Tiền Phong. Theo đại diện Hoài Linh, ngày 22 tháng 9, 2020, sau khi phát hiện bất thường ở tuyến giáp, anh được người thân đưa vào bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thăm khám. Tại đây, Hoài Linh được chỉ định siêu âm tuyến giáp để chẩn đoán u ác của tuyến giáp. Theo kết quả mà bệnh viện này cung cấp cho thấy, Hoài Linh được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp. Trong ngày 22 tháng 9, các bác sĩ làm xét nghiệm mô bệnh học của Hoài Linh, kết quả cho thấy hạch cổ nhóm 2 của Hoài Linh bị di căn cổ trên 5 hạch, trong khi hạch cổ nhóm 6 di căn 2 hạch trên 2 hạch. Sau đó các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược yêu cầu theo dõi ung thư giáp thùy phải di căn hạch cổ phải, đồng thời chỉ định mổ cắt toàn bộ tuyến giáp. Sau phẫu thuật, sức khỏe của Hoài Linh ổn định. Đến ngày 19 tháng 10, anh được xạ trị lần 1 và phải nằm điều trị, nghỉ ngơi 2 tuần. Đến ngày 13 tháng 4, 2021, Hoài Linh vào thuốc lần 2 và cũng phải điều trị 2 tuần. Trao đổi với Tiền Phong chiều 25 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh xác nhận Hoài Linh được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cũng xác nhận với Tiền Phong tình trạng bệnh tình của Hoài Linh như trên và các bác sĩ nơi đây đã tiến hành phẫu thuật điều trị cho danh hài thành công. Trước những tranh cãi trái chiều liên quan đến khoản tiền hơn 13 tỷ đồng mà các mạnh thường quân đóng góp để Hoài Linh làm từ thiện cho người dân miền Trung trong cơn lũ vừa qua, đến nay vẫn chưa đến tay họ. Mới đây Hoài Linh lên tiếng xin lỗi người dân được thụ hưởng vì mình chậm trễ. Toàn bộ số tiền quyên góp được vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện đã lập trước đây. Tôi đã và đang liên hệ với các cơ quan địa phương thực hiện các hoạt động thiện nguyện đến khi hết số tiền này, Hoài Linh nói và cho biết sẽ có báo cáo cụ thể với đầy đủ chứng từ, chữ ký xác nhận của chính quyền sở tại khi làm từ thiện. Trước những lời giải thích của Hoài Linh, mạng xã hội dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội. Đa phần ý kiến tỏ ra vô cùng thất vọng khi Hoài Linh giữ im lặng trong suốt thời gian vừa rồi và cho rằng nam nghệ sĩ nên lên tiếng ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi khán giả thắc mắc. Bên cạnh đó, nhiều fan của Hoài Linh vẫn bày tỏ sự tin tưởng vì dịch bệnh, công việc quá bận rộn nên chưa thể kịp thời mang tiền từ thiện cứu trợ đồng bào miền Trung.